dần. Đêm này gặp nhau lần cuối, thương nhớ biết bao giờ nguôi. Mộng đẹp đời tôi đã bay cao với lời xưa âu yếm trao người, như mây như khói tan rồi. Tựa kề vai em sầu dần muốn lối, ái ân xa vời tan nát lòng tôi. Như vậy vừa rồi thì các bác cũng đã vừa được thưởng thức chất âm rất là tuyệt vời trên bộ 3 sản phẩm, gồm có cặp loa Tannoy D500, thứ hai là chiếc âm ly Luckman L507U, thứ ba là chiếc đầu CD Marzahn 80G. Sau đây thì em sẽ cùng các bác sẽ tiến lại gần để quan sát cụ thể về từng sản phẩm một, và sau đó thì em sẽ cùng các bác sẽ nghe nốt nửa ca khúc còn lại tiếp theo. Trước tiên thì các bác nhìn thấy đây là tổng thể cấu trúc driver của cặp loa Tannoy D500. Đây là mẫu model rất là quen thuộc đối với các bác yêu mến những dòng loa của Tannoy rồi. Có thể nói ở trong phân khúc tầm tiền thì mẫu loa Tannoy D500 này rất là tuyệt vời, rất là đáng chơi. Vừa việc thưởng thức chất âm thì các bác có thể để bày biện rất là gọn gàng về cái hình thức kiểu dáng của dòng model này. Về cấu trúc driver thì các bác nhìn thấy nó sử dụng một loa bát và một loa chung và một loa chép đồng trục ở trong lòng loa chung, gọi là chép đồng trục. Các bác thấy lưu ý như vậy, loa chép của nó đây. Cấu trúc đặc trưng của dòng loa Tannoy D500 rồi. Dòng model này thì được thiết kế đóng thùng thon vót về phía sau. Các bác nhìn thấy hai bên thì nó có hai cái vát góc hai bên này. Và nó đóng thon về phía sau, tức là ở mặt trước to hơn và ở phía sau nó sẽ nhỏ hơn. Cặp loa này thì có chiều ngang là 31 và chiều sâu của nó là 34 và chiều cao của nó là 93 cm. Các bác lưu ý thì cặp loa này thì nó vẫn còn nguyên cả tem cờ. Các bác thấy đây là tem cờ của nó này, Tannoy này. Do đó thì các bác thấy được rồi, nó còn nguyên tem cờ thì về tình trạng của nó thì rất là tuyệt vời rồi. Về hình thức của nó rất là đẹp. Kia là tem cờ và đây là pad của nó. Các bác thấy thì ít có đôi loa nào về mà có pad, còn tem cờ, còn pad đầy đủ. Với tình trạng thì rất là xuất sắc rồi, thiếu mỗi cái thùng xốp thôi. Cặp loa này thì có trở kháng là 6 ohm và có công suất max là 265W và có độ nhạy là 91 dB. Nó có tần số cắt từ 37Hz lên đến 30.000kHz. Như vậy thì các bác thấy cái tần số cắt của nó rất là cao, lên đến tận 30.000kHz cơ. Do đó thì các bác thấy chất âm của nó đem lại âm thanh tiếng nó rất là tơi, sáng, nghe âm thanh rất là nhẹ nhàng, như lại cực kỳ chi tiết, nghe âm thanh cực kỳ là sắc nét. Đấy. Và mỗi một chiếc loa này nó nặng là lên đến 28kg. Đấy. Ở phía sau thì nó sử dụng 2 cái lỗ thông hơi. Dòng này thì các bác đã dễ dàng phối ghép với nhiều các dòng âm ly khác nhau. Và cặp loa Tannoy D500 còn nguyên tem cờ pad với tình trạng như này thì các bác đã thấy mỹ mãn rồi. Có mức giá là 51 triệu đồng. Ở video clip này thì các bác thấy đây là chiếc âm ly Luckman, đó là dòng model L507U. Đây là chiếc âm ly có thể nói cũng rất là đẹp về hình thức trưng bày cũng như là về việc thưởng thức chất âm. Về tình trạng của nó thì các bác đã thấy đây này, nó còn nguyên cả thùng xốp nhé. Sau đó thì các bác không phải lăn tăn, đầy đủ các phụ kiện. Các bác biết thì đối với những dòng mà có thùng xốp như này thì nó sẽ có giá trị sẽ cao hơn so với hàng không thùng xốp. Điều đó thì các bác đều đã biết rồi. Đấy, các bác thấy đây là dây nguồn này, đặc trưng của Luckman này, rồi là táp lô này, sách hướng dẫn này, rồi còn cả cái quyển gì nữa đây này. Đấy, đây là sách hướng dẫn này. Đấy, còn đây nữa này. Đây, đây là củ 507, xin lỗi các bác. Đây là sách hướng dẫn của chiếc 507, còn đây là chiếc 507UX. Nên dòng 507U và 507UX thì bên cửa hàng của chúng em đều có hàng. Đây là sách hướng dẫn của chiếc 507UX. Đấy, các bác thấy đây là điều khiển của nó này. Túi bóng chụp này, rồi là dây nguồn này. Xốp hai bên thì vẫn còn tuyệt đẹp. Đấy. Các bác nhìn thấy nguyên thùng xốp, rồi đó các bác không phải lăn tăn về hình thức. Và đây là thùng của nó thì rất là cứng,
chắc chắn lắm. Và chiếc âm ly Lukman L507U này có mức giá là 62 triệu đồng. Với tình trạng thì các bác cũng đã biết rồi, còn nguyên thùng rồi. Chiếc âm ly này thì có công suất là 250W, đánh ra đối với những dòng loa 8 ohm thì thổi ra là 110W trên một kênh. Còn đối với những dòng loa 4 ohm thì nó thổi ra là 200W trên một kênh. Đủ để các bác có thể đánh với nhiều các dòng loa khác nhau. Các bác đánh với loa của Anh, loa của Mỹ, loa của Nhật, đặc biệt những dòng loa Tannoy hay những dòng loa của JB, đánh rất là phê pha. Chất âm thì rất là đặc cấp rồi. Ở phía trên đó là chiếc đầu CD Marzahn, đó là mẫu model 80G. Đây là một chiếc đầu có thể nói vừa được thưởng thức chất âm hay, cũng như là về hình thức để trưng bày của dòng model này thì rất là tuyệt vời. Hai bên nó sử dụng hai cái hồi gang rất là sang trọng. Chất âm của Marzahn thì các bác biết rồi, tiếng nó rất là mềm và dẻo tiếng, đem lại cái âm thanh cực kỳ là chi tiết rõ ràng. Chiếc đầu này có mức giá là 20 năm. Như vậy vừa rồi thì em cùng các bác cũng đã tìm hiểu sơ qua bộ ba sản phẩm này rồi. Và các bác có nhu cầu mua sắm hay cần tư vấn phối ghép thì cứ alo cho chúng em qua số điện thoại hiển thị trên tấm biển xanh đây. Sau đây thì em xin mời các bác cùng vào nghe nốt nửa ca khúc tiếp theo. Rồi một chiều buồn chìm trên sân ga, con tàu về lạnh lùng, dìu em sang bến vắng. Bao nhiêu yêu thương cũng đi qua rồi, anh nguyện trọn một đời làm mây khắp phương trời. Có ai thâu từng đêm trường.